Con lặt cho mẹ đá này đi. Dạ, lặt hết luôn hả mẹ? À, con lặt hết. Dạ. Thì cái rổ này con đựng. Dạ. Lặt con để như thế nào, ra nào theo ra đó ha. Dạ. Mẹ ra lấy gì đưa con chặt. Dạ. Đưa con sợ thôi. Đâu đại thủ đi nha. Thank you.
Con mừng cái dĩa tôm ra con. Ờ, này muốn lỗ mẹ làm đây. Cá gì nè? À, cá nước lá nè con. Mình làm nhà. Ngọc Quỳnh chiều có học thêm con? Con Quỳnh nó học thêm. Trời ơi. Phải nó về chị phải cho nó ăn luôn nha. Dạ ăn luôn. Qua nó không có ăn luôn. Hai đây hả? Ở nhà lấy nước ngọt không? Nóng ngon quá. Ngon thiệt chứ con. Mẹ Liêm hả? Mua lẩu của bột á. Lẩu bột á.
Bế đại đó đi. Còn nóng quá, để tổng hàng. Được rồi không? Đắp xiền ra được. Quá sao đứa chán chị? Đứa chán chị, đứa chán chị. Đổ miễn là bỏ nào đi. Nguyên ơi! Em Nguyên ơi! Nè cậu tên. Con đi ghế ngồi luôn. Bỏ ra luôn. Cậu con lấy đi nè. Chút xíu đi nè. Con lấy đi nè. Năm ơi, chưa có chén đũa. Nè, chan nước vô nè. Bỏ rau đi. Bỏ rau lại vô đi con. Ở giữa cũng đáng. Bé không được. Ôi, con bị đâu mà nó. Ừ. Nó luôn. Ăn đầy sâu ăn thua. Ngồi lên bái đúc cho. Ừ, sống qua. Ẩm. Ôi. Mà có chậm chơi thôi nha. Nóng quá. Nóng, nóng.